Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Lâm Khánh Chi gây sốc khi tiết lộ sắm toàn hàng hiệu cho con trai 5 tháng tuổi. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã khiến dân tình bất ngờ khi tiết lộ sắm toàn hàng hiệu cho con trai 5 tháng tuổi. Vài ngày qua, việc Lâm Khánh Chi hé lộ hình ảnh cận mặt con trai đầu lòng đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Theo chia sẻ của nữ hoàng chuỗi giới, quý tử đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi, đã biết ngồi và rất ngoan. Tuy chỉ mới xuất hiện trong một vài bức ảnh, chụp gương mặt nhưng có thể thấy con trai Lâm Khánh Chi rất đáng yêu, sở hữu sống mũi cao và làn da trắng như con lai. Dù lần đầu làm mẹ, nhưng giọng ca sầu lẻ bóng khá khéo léo trong việc chăm sóc con. Mới đây, Lâm Khánh Chi lần đầu tiên có những chia sẻ ít ỏi về con đầu lòng. Người đẹp cho biết cả hai vợ chồng đều khá bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc con trai. Tuy bé mới được 5 tháng tuổi, nhưng vợ chồng cô đã lên kế hoạch tương lai khá chu toàn cho cậu bé. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ con trai được mẹ sắm cho nhiều đồ hiệu từ khi vừa sinh ra. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối tiết lộ giá cả các món đồ vì sợ mang tiếng khoe khoang. Lâm Khánh Chi chia sẻ, chăm sóc con là trách nhiệm của tôi và ông xã. Chúng tôi thương con nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ luôn chiều bé. Thay vào đó, tôi giải thích cho bé hiểu và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bé phát triển. Tôi thích mua hàng hiệu cho con trai mặc vì đồ hiệu dành cho con nít quá đẹp, phải lai bền. Bản thân tôi không muốn tiết lộ giá cả vì sợ người khác nói mình khoe khoang. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết con trai cô tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên thường gọi ở nhà là Kubi. Nữ ca sĩ và ông xã đều rất hạnh phúc khi mang bé từ Thái Lan về, chung sống cùng với gia đình. Giọng ca sinh năm 1977 chia sẻ, bây giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc và viên mãn. Tôi vui vì sau bao nhiêu năm, ước mơ được làm mẹ của mình đã trở thành hiện thực. Từ khi Kubi về nhà, anh Hùng phụ giúp tôi rất nhiều, từ việc lo cho shop, quản lý, nhận show cho đến các công việc trong gia đình. Anh bớt chơi game và dành thời gian chăm sóc bé nhiều hơn, niềm vui của tôi đến giờ vẫn chưa dứt. Kể từ khi đón con về Việt Nam, Lâm Khánh Chi tập trung chăm sóc bé, hạn chế nhận các show diễn. Nữ ca sĩ khẳng định đây sẽ là năm cô dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi cũng sẽ nhận vài show để đi hát cho vui, chứ không cũng buồn và nhớ sân khấu. Nghề của mình thì làm sao mình bỏ được, chỉ là bây giờ tôi phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sau này khi mọi thứ ổn định tôi sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật bình thường. Lâm Khánh Chi kết hôn với Phi Hùng vào năm 2017. Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, tháng 11 năm 2018, cô hoàn thành thủ tục pháp lý với người mang thai hộ. Nữ ca sĩ tiết lộ con đầu lòng của mình được thụ tinh nhân tạo với chi phí lên đến 1 tỷ đồng. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, diễn viên Cương Thi Biến tiết lộ trong năm 2019, cô sẽ tổ chức ngày hội cưới cho cộng đồng LGBT. Theo đó, cô sẽ lựa chọn 10 cặp đôi trong cộng đồng và lo toàn bộ chi phí kết hôn cho họ. Cô trải lòng, tôi muốn chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình đến những người kém may mắn, mơ ước còn dang dở. Choáng với khối tài sản khổng lồ của Lâm Khánh Chi, đích thị là đại gia của showbiz Việt. Thưa quý vị, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Lâm Khánh Chi còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản khổng lồ của mình. Tại lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của công chúa Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng, mẹ chồng nữ ca sĩ bất ngờ trao tận tay con dâu món quà đặc biệt. Đây là một cuốn sổ đỏ với tổng diện tích đất lên đến 419m² ở quê nhà. Niềm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi còn được nhân đôi bởi trước đó cặp đôi đã chính thức nhận được con trai đầu lòng nhờ mang thai hộ. Tại buổi lễ kỷ niệm, Lâm Khánh Chi còn lần đầu tiên chia sẻ trực tiếp về con trai. Cô cho biết tên bé là Thiên Long, lấy họ cha và mẹ là Trần Huỳnh Thiên Long. Trong đám cưới vào cuối tháng 12 năm 2017, Lâm Khánh Chi được mẹ chồng đeo tặng 6 chiếc kiền vàng, một dây chuyền vàng, một vòng tay lớn bằng vàng và đơn hoa tai gắn kim cương. Trước ngày diễn ra đám cưới, cô cũng được bố mẹ đẻ tặng của hồi môn lớn là căn biệt thự 3 tầng tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có giá 7 tỷ đồng cùng với 500 triệu tiền mặt. Sau kết hôn, Lâm Khánh Chi vẫn miệt mài chạy show. Công chúa tiết lộ, nhờ nhiều năm chăm chỉ, lao động, cô đã tậu được 4 căn nhà. Thành quả này không hề nhỏ đối với một người nghệ sĩ. Tỷ lệ thuận với độ hot thì cachet của ca sĩ này cũng một bước lên đỉnh. Lâm Khánh Chi đã không phủ nhận tin cho rằng cô đòi tù lao lên đến 100 triệu đồng cho một show diễn trong nước, còn đi lưu diễn nước ngoài phải từ 7.000 đến 10.000 đô la Mỹ. Những con số dễ khiến cho nhiều người ghen tị. Năm 2014, người đẹp từng chia sẻ với báo giới rằng không biết lương của các đồng nghiệp cụ thể thế nào, nhưng lương của tôi thuộc dạng cao, có thể là top của các sao quán bar, tầm 40 đến 50 triệu trên một đêm.
việc kiếm được mấy chục triệu xong vài tiếng đối với người đẹp này là hết sức dễ dàng. Lâm Khánh Chi tiết lộ sinh con từ tinh trùng lưu trữ trước chuyện giới, nên bé rất giống bố. Công chúa Lâm Khánh Chi từng khiến cư dân mạng xôn xao khi bất ngờ tuyên bố sẽ sử dụng tinh trùng được lưu trữ trước chuyện giới của cô và trứng của người chị dâu mang sang Thái để nhờ mang thai hộ. Sau khi cô đón con trai về hồi cuối tháng 1 2019, những thông tin liên quan đến cậu bé và cuộc sống gia đình nữ ca sĩ luôn là chủ đề khiến cho công chúng quan tâm. Trong lễ kỷ niệm một năm ngày cưới, Lâm Khánh Chi chắc nịch sẽ chỉ công khai mặt con khi bé tròn 1 tuổi. Tuy nhiên, ít giờ trước, cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi thấy cô khoe ảnh cận mặt con đang ngủ. Liên hệ với nữ ca sĩ, cô hào hứng chia sẻ với chúng tôi về lý do nhá hàng khi bé mới hơn 4 tháng tuổi. Hỏi, tuyên bố sẽ giấu kín con để đảm bảo an toàn cho bé, tại sao chị lại đăng ảnh con trong lúc này? Tôi quá nôn nao được khoe con cho khán giả biết, chị nhá hàng một tấm duy nhất bé đang ngủ vậy thôi, vì từ khi bé về đã có rất nhiều người năn nỉ được thấy bé. Nhìn con trai quá đáng yêu, tôi không kìm lòng được, đây cũng là lần duy nhất tôi công khai, còn sau khi bé 1 tuổi thì sẽ thoải mái hơn. Hỏi, từ khi đón bé về cuộc sống gia đình chị thay đổi thế nào? Cả nhà bên nội bên ngoại ai cũng yêu thương con tôi. Từ khi đón Kobe về, tên ở nhà của con trai Khánh Chi, anh Phi Hùng chồng tôi bớt chơi điện tử lại hẳn. Anh phụ vợ chăm con, thức đêm cùng vợ lúc con ốm, có trách nhiệm hơn trong gia đình. Có con rồi, giờ giấc sinh hoạt, thời gian dành cho công việc của tôi và chồng cũng có thay đổi. Chúng tôi sắp xếp lại để có thời gian chăm sóc con, ở bên con nhiều nhất có thể. Còn bố mẹ hai bên thì không cần nói rồi, ông bà rất vui khi có cháu, tới mức hai nhà còn tranh giữ cháu giúp vợ chồng tôi. Nhưng tôi không đồng ý, vì nhà nội ở xa hơn nhà ngoại, nên cứ 3 tháng sẽ cho cháu về thăm ông bà ngoại một lần, còn nhà ngoại thì sẽ thường xuyên hơn. Tôi cũng lên kế hoạch sẽ cho con về thăm nhà nội mỗi tháng một lần khi con tròn 1 tuổi. Cảm xúc của chị lúc này như thế nào? Chị yêu nhất điểm gì ở con trai? Tôi hạnh phúc lắm, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc khi được làm mẹ của tôi. Tôi càng sung sướng hơn khi con tôi sinh ra vô cùng dễ thương, đáng yêu, lại được mọi người nhận xét bé rất giống bố. Cuối cùng, niềm mơ ước khao khát của tôi đã thành hiện thực. Nói về bé Bi thì điểm nào tôi cũng yêu, thích nhất là tính dễ chịu của bé. Ai bế cũng theo, nên bố mẹ đỡ cực. Chỉ cần gọi tên là cười ngay, nhìn con là thấy cả mùa xuân, bé chỉ khó nhất lúc cho ăn thôi, con nít mà nên tôi thấy cũng đáng yêu luôn. Hỏi, lần đầu làm mẹ chị thấy đâu là điều khó khăn nhất với mình? Tôi may mắn có chồng rất tâm lý, luôn phụ giúp trong việc chăm con. Nếu khó nhất có lẽ là lúc bé ốm, bé khóc, hai vợ chồng phải thức cả đêm chăm con muốn bệnh theo bé. Cảm giác vừa lo lắng vừa thương con mà không làm gì được, thấy con bệnh dù là cảm nhẹ thôi tôi cũng xót lắm. Hỏi, là một ca sĩ lại thường xuyên bận rộn với lịch trình diễn tỉnh, quay game show, những lúc như vậy ai sẽ là người chăm con? Hiện tại vì bé còn nhỏ quá nên nếu thực sự cần thiết, tôi sẽ gửi ông bà chăm giúp. Còn khi bé lớn hơn tầm 2 tuổi, tôi sẽ đem con theo vì đi diễn thường có chồng đi cùng. Thật sự bất đắc dĩ lắm tôi mới phải gửi con cho ông bà vì không đợi xa con, bé cũng rất theo mẹ. Hỏi, chị nghĩ thế nào về việc cho con mặc hàng hiệu, chơi đồ chơi đắt tiền ngay từ nhỏ? Khánh Chi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con của mình. Tôi không quan trọng món nào đắt tiền hơn. Đồ chơi chỉ cần thấy dễ thương hay bé thích, tôi sẵn sàng mua mà không quan tâm giá. Nói vậy không có nghĩa là tôi nuông chiều con. Ví dụ đòi 10 lần tôi chỉ cho 5 lần. Cái nào cần thiết và không quá đáng mới mua. Còn về quần áo của bé, tôi mua toàn hàng hiệu. Những nhãn hàng trẻ em nổi tiếng cho con mặc từ khi mới sinh. Riêng về khoản quần áo thì tôi luôn đầu tư cho con. Bởi da bé rất mỏng, dễ kích ứng, nên tôi chọn rất kỹ từ chất liệu vải cho đến kiểu dáng và màu sắc. Kế hoạch sắp tới chị chuẩn bị cho con là gì? Khoảng 7 tháng tuổi tôi sẽ cho bé về quê hương nơi sinh ra. Khi bé cứng cáp hơn, vợ chồng tôi cũng sẽ cho con đi du lịch xa hơn để bé có điều kiện được ngắm nhìn nhiều nơi trên thế giới. Trước mắt thì cứ việc thôi nuôi con trai, chắc chắn tôi sẽ làm thật là hoành tráng cho quý tử nhà mình. Mọi kế hoạch cho sau này dù chưa thể nói trước nhưng tôi luôn nỗ lực để cho con có tương lai tươi sáng nhất. Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này. Rơi nước mắt khi nghe chồng Lâm Khánh Chi tiết lộ về tình hình sức khỏe đáng quan ngại của vợ. Trong tập 4 phiên tòa tình yêu vừa lên sóng truyền hình vào tối ngày 3 tháng 6, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ tiết lộ kiện ông xã Phi Hùng với lý do không cho cô ăn cơm suốt 6 tháng nay. Khi bị luật sư Trấn Thành cho rằng như thế là quá áp đặt, Phi Hùng cho biết anh làm mọi việc đều chỉ vì sức khỏe của vợ mình.
Anh tiết lộ vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, sức khỏe Lâm Khánh Chi giảm sút nghiêm trọng, thậm chí nhiều lúc nói chuyện 5 phút quay qua đã không nhớ mình vừa nói gì. Chính vì vậy mà những yêu cầu như bắt buộc phải ăn sáng, rồi bên cạnh đó là chế độ ăn ít tinh bột mà anh đưa ra quyết định vợ không được ăn cơm, không phải vì muốn vợ giảm cân mà vì lo cho sức khỏe của cô. Phi Hùng không cho vợ đi chơi quá khuya cũng bởi sức khỏe Lâm Khánh Chi không tốt, mỗi lần đi chơi về sẽ bị mất ngủ, mệt mỏi, khiến anh rất đau lòng. Đó cũng là nguyên nhân sau kết hôn, Phi Hùng tình nguyện ở nhà, không còn ra ngoài chơi giao thiệp với bạn bè quá nhiều. Trước câu hỏi của Việt Hương, tại sao em không chọn một người phụ nữ bình thường? Nếu tôi là một người mẹ, một người chị, tôi sẽ mong anh lấy một người vợ để có thể sinh con cho mình, ở bên chăm sóc mình. Phi Hùng cho biết, em nghĩ đó là duyên phận, em muốn chứng minh không phải con gái, người chuyển giới cũng có thể có được hạnh phúc thực sự. Trước câu trả lời của ông xã Lâm Khánh Chi, Trấn Thành đã lập tức rời ghế bước lên bắt tay anh, nói không phải người nào chuyển giới cũng có thể tìm được người thấu hiểu, hy sinh cho mình, không màng thị phi để chứng minh rằng quyền bình đẳng và hạnh phúc là dành cho tất cả mọi người. Tôi rất cảm ơn anh vì điều đó. Trước khi công bố kết quả cuối cùng, Phi Hùng một lần nữa khiến cả phiên tòa xúc động bởi lời bộc bạch dành cho bà xã. Cái quan trọng nhất với anh bây giờ là sức khỏe của em. Anh không muốn 5 đến 10 năm nữa em không còn nhận ra anh là ai. Cùng với đó, Lâm Khánh Chi cho biết cô rất hạnh phúc và may mắn khi có Phi Hùng bên cạnh. Em sinh ra không được may mắn như bao người, bù lại em sẽ nỗ lực gấp bội. Hy vọng mọi người hãy yêu thương, ủng hộ em cũng như tình yêu của vợ chồng em. Trước đó, Lâm Khánh Chi nói mặt cô xanh lè xanh lét, người thì ốm nhắc chỉ vì ông xã không cho vợ ăn cơm, chỉ ép ăn rau, thịt và canh mà thôi. Lâm Khánh Chi ấm ức kể, trước khi cưới thì cho ăn cơm, bây giờ cưới rồi thì không cho ăn. Em năn nỉ, cho xin nửa chén thôi mà anh cũng không cho. Mới đây khi về nhà thăm ba mẹ, chị hai chiên một chảo cơm với tôm và lạp xưởng rất là ngon. Em muốn xin ăn một chút mà anh không cho. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi còn tiết lộ thêm, sau khi kết hôn, chồng cô còn đưa ra một số yêu cầu bắt vợ phải tuân thủ như không được mặc đồ gợi cảm, không được đi chơi quá lâu với bạn bè, về nhà lúc 21 giờ, thậm chí anh còn luôn dùng Facebook của vợ. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.